kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là ở xã Suối Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con đường này là con đường liên xã nối giữa hai xã Suối Giao với lại Xuân Sơn. Đi thẳng về phía này là về Ủy ban Nhân dân xã Suối Giao, rồi hồ Suối Giao. Còn ngược lại đây là về xã Sơn Bình, xã Xuân Sơn đấy quý vị nhé. Đó, thì giới thiệu quý vị một cái lô đất nằm trên cái mặt tiền đường này, mặt tiền đường chính này. Đó. Đường này người ta chuẩn bị mở này, cột điện rồi người ta mới chôn lại, chôn ở phía trong kia. Đấy, người ta mới đào bới lên á để chôn lại cột điện. Đấy, đây là cột điện ở phía trong này, đây đường đây. Đấy, tức là vào khoảng cỡ 4-5 mét nữa. Tức là cột điện sẽ đang cách cái mép đường này khoảng 5 mét. Thì giới thiệu quý vị một cái lô đất là ở đây. Có chiều ngang là 18 mét. Giáp danh đến cái người đang đứng đây. Đấy, là chiều ngang 18 sâu 80. Nó là gần 1.500 mét vuông quý vị nhá. Hiện trạng là đang là đất trồng cây. Trồng cây lâu năm. Đấy, quy hoạch khu dân cư quý vị nhá. Đây nhà cửa ở hai bên các thứ san sát nhau rồi. Cái nhà này. Nhà này, đây, khu dân cư này. Đó. Giá chào bán bây giờ là 2 tỷ rưỡi quý vị nhé. 2 tỷ rưỡi. Đây mặt tiền đường Suối Giao Xuân Sơn. À. Đó, 2 tỷ rưỡi. Cho hơn 1.400 mét vuông. Ngang 18 nhân với lại 80 quý vị nha. Rồi, quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại ở bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.